sáng nay, cơn bão Torazi đã tiến vào bờ nam đảo Kyushu với vận tốc 30 km/h, gây mưa lớn kèm gió mạnh lên tới 126 km/h. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của Nhật Bản, đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua một cơn bão lớn đổ bộ vào Kyushu. Cơ quan này cảnh báo có thể xảy ra lở đất và lũ lụt khi lượng mưa được dự báo ở khu vực phía nam đảo này vào khoảng 300 mm trong vòng 24 giờ tính đến sáng mai, trong khi lượng mưa ở khu phía bắc có thể là 250 mm. Bão cũng gây các đợt sóng dâng cao tới 6 mét ở phía nam đảo Kyushu. Trong khi đó, khu vực đông Nhật Bản bị rung chuyển bởi trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter vào lúc 9 giờ 19 phút sáng nay, rung chấn kéo dài khoảng 40 giây và có thể cảm nhận rõ rệt ở các tòa nhà cao tầng. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 400 km tại vùng biển ngoài khơi gần đảo Torishima. Các khu vực phía nam tỉnh Miyagi, tây bắc tỉnh Chiba và phía đông tỉnh Kagawa chịu rung chấn cấp độ 4 theo thang độ chấn động Nhật Bản.